xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi wedding symphony đây là platform rất đặc biệt dành riêng cho ngành cưới cao cấp tại việt nam khi mà viết ra platform này thì nhà sáng tạo luxio media mong muốn sẽ mang đến thật nhiều những thông tin thú vị cho những ai đang quan tâm đến ngành cưới và đặc biệt chúng ta sẽ tạo ra một diễn đàn để tôn vinh để giới thiệu và kết nối những người đang thầm lặng mang đến những khoảnh khắc đặc biệt trong hôn lễ của các cô dâu chú rể họ có thể là những nghệ sĩ make up họ có thể là những nhà thiết kế thời trang những người đang tạo ra những bộ trang phục thật là lộng lẫy và hoàn hảo cho cô dâu chú rể hoặc có thể đó là những nhiếp ảnh gia tất cả đều đáng được tôn vinh và Luxio Media chính là thương hiệu đang nắm giữ bản quyền của các ấn bản về thương hiệu xa xỉ, về kinh doanh và đặc biệt là phong cách sống cao cấp của thế hệ Việt. Và thưa quý vị, trong hành trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một quý cô và một quý ông. Tuy là họ hoạt động với hai cửa hàng khác nhau, hai thương hiệu khác nhau, nhưng điều quan trọng họ gặp nhau ở một điểm. Họ đều mong muốn sẽ mang đến một diện mạo, một visual chuẩn chỉnh và đẹp nhất cho cô dâu chú rể trong ngày quan trọng nhất đời mình. Xin được giới thiệu anh Triết Võ là founder của Sir Taylor. Và xin được giới thiệu chị Quỳnh Anh là chủ thương hiệu của áo cưới Lacia Bridal. Xin chào chị Quỳnh Anh. Uh, xin chào MC Hà Trinh và tất cả mọi người Mình là Quỳnh Anh thì mình đã, đã uh, bắt đầu lê xe được 7 năm yeah, Rất là hân hạnh với Hà Trinh vì được trò chuyện với anh chị Bởi vì Trinh rất quan tâm đến ngành cưới Mặc dù mình đã cưới rồi trong năm ngoái Nhưng mà mình vẫn rất luôn tò mò là mọi người trong năm nay đang theo đuổi xu thế nào Đặc biệt là trong cái ngách luxury wedding Đó là hôn lễ trong mơ Những cái hôn lễ cực kỳ được đầu tư Thật chi tiết, thật sang trọng và lịch thiệp Thì mình đang ở cái phân khúc này nên hôm nay mình sẽ trò chuyện với nhau về câu chuyện bắt đầu thương hiệu của Lesia hoặc là của Sir Taylor. Mọi người đã viết lên câu chuyện của mình như thế nào vậy? Chắc là nhờ cho chị Quỳnh Anh trước ha. À, thì thực ra là mình có cái niềm đam mê với cái thời trang thì cũng từ nhỏ. Thì trước khi mà bắt đầu lên xe thì mình cũng có start up vài lần và cũng vài lần fail rồi thì cái khi mà mình bắt đầu lại lên xe thì cũng chỉ là một cái lần mình thử lại thôi mình cũng không có kỳ vọng hay không có đặt một cái mục tiêu gì to lớn ngay từ đầu cả mà chỉ đơn giản là mình thấy thích và mình cảm thấy là cái sản phẩm như vậy nó phù hợp với cả cái con người mình thì mình thử sức với nó và khi mà càng đi thì mình càng thấy nó đúng thì lên xe nó cứ hình thành dần sau 7 năm đến tận bây giờ yeah. Trong 7 năm qua thì điều gì khiến cho Quỳnh Anh nhớ nhất và có vị khách hàng nào hoặc là có mẫu bộ sưu tập nào mà tự nhiên cái bóp ấp trong đầu mình nghe bây giờ không? Nếu mà nói là nhớ đến khách hàng thì cũng có một cái câu chuyện khá là thú vị. Đấy là cách đây mình không nhớ là khoảng 3 hay 4 năm thì hôm đó là vào 28 Tết thì cô dâu đấy là một cô dâu người nước ngoài có gọi điện nói là bây giờ các bạn có thể hai tám tết là bên mình đã đóng cửa đã, à đã các bạn nhân viên khối cửa hàng đã về quê gần hết rồi thì mới hỏi là hôm nay bạn có thể mở cửa được không thì bố mẹ tôi có cái lịch đột xuất bố mẹ tôi bay sang thì tôi muốn là bố mẹ tôi được uh, cô dâu đó đã đang may váy bên mình thì bạn ấy có nói là bố mẹ tôi đồ xuất bay sang thì tôi muốn là bố mẹ tôi được chứng kiến cái hôm mà tôi cái buổi fitting váy của tôi chứ không là mấy hôm nữa bố mẹ tôi về thì không thể nào mà ở đây tết được ấy. Thế là mình bảo là, ừ thế thôi, mình ra cửa hàng mình mở cửa, mình đón bạn ý. thì bạn ấy mang bố mẹ và mang một chai rượu sâm banh đến. và mọi người, đấy là lần đầu tiên mà mình mới có một cái cảm xúc. tức là trước đấy mình đã làm cưới vài năm rồi, nhưng mà khi mà tiếp xúc với khách hàng Việt Nam thì chưa bao giờ mình có cái cảm xúc đấy. thì đến hôm đấy mình có mới có một cái sự vỡ hòa, à. mình mới nhận ra là, à hóa ra là cưới nó đẹp như vậy. thì hôm đó là cô dâu mang bố mẹ đến ngồi ở cửa hàng mình khoảng 3 tiếng, mọi người rất là enjoy với nhau uống hết cái chai rượu đấy. Và khi mà cái khảnh khắc mà cô dâu thay váy xong, uh, mở rèm kéo ra, thì bạn ý nhờ mình là bật cái bài nhạc mà bố bạn ý và bạn ý đều yêu thích lên và hai bố con thì là dắt nhau từ rèm ra và nhảy cái điệu nhảy ở nước ngoài thì nó có cái ở đó không? Không không có chú rể à không. First có chú rẻ. là mình sao không có cái chú rể? First à. thì không có chú rể nhưng mà có cái, cái cái gọi là điệu nhảy của cha và con ấy ở bên yeah. nước ngoài thì họ rất là quan trọng cái 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 điệu nhảy đấy thì bố bạn ý và bạn ý nhảy với nhau một điệu nhảy ở ngay tại cửa hàng mình luôn thì lúc đấy bản thân mình tự nhiên mình thấy là mình hạnh phúc mình mới thấy là mình đang làm một cái công việc nó rất là ý nghĩa thì đấy là cái thời điểm mà mình 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 nghĩ là nó sẽ nó thay đổi mình rất là nhiều và mình càng cảm thấy rằng con đường đi của mình Đúng rất lớn đắn cái mang lại hạnh phúc cho người khác cái chữ vỡ òa của quên anh nó đẹp biết bao nhiêu bao nhiêu cái Uh, tích tụ về cảm xúc của mình những cái hoài nghi của mình đó đúng rồi, bỗng xin nhiên xin tìm ra. được một cái câu trả lời đúng là tôi đã không chỉ kiếm tiền mà tôi đang làm một cái sự nghiệp rất là đẹp và đúng. có thể còn nhiều gian truân nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức đúng đúng và rồi. ngành cưới Việt Nam cần nhiều hơn cả đó là những tâm hồn như thế này cảm ơn Quỳnh Anh thấy còn anh Triết võ thì sao ạ? À? Xin chào thì mình là Triết đến từ thương hiệu Sertaylor thì cái câu chuyện thương hiệu của bên mình mình không phải là người thành lập ra cái thương hiệu này mình đã tham gia vào cái operation cũng như là cái on đi của của cái thương hiệu và trở thành partner của của thương hiệu hiện tại thì cái quá trình này được 7 năm rồi thì cái câu chuyện mà để mà mình đến với lại việc là may đo và thời trang nam giới cổ điển là nó bắt nguồn từ chuyện là mình đã từng đi học ngành nhà khách sạn thì cái ngành đó ở cái nơi mình học đó, họ yêu cầu là mỗi ngày mình đều phải mặc suit hết thì cái việc đó là nó cho mình một cái cơ hội để mình tiếp xúc với việc may đo mặc suit và cái không gian cũng như là cái môi trường sống ở cái nơi mình học thì mọi người rất là tự nhiên với chuyện là ăn mặc âu phục cổ điển thành ra là nó đã nuôi cho mình một cái sự yêu thích và dần dần nó trở thành một cái đam mê và cũng như là mình có quan sát mà mình muốn là mình sẽ cải thiện đầu tiên là cho cái khả năng ăn mặc của bản thân mình tiếp theo là cho những người thân xung quanh hoặc là bạn bè và đến bây giờ là những khách hàng của thương hiệu của mình. Bên mình thì không phải là một công ty gia đình, bình thường là mấy nhà may sẽ là một dạng một gia đình cha truyền con nối. Bên mình là tập hợp của những anh em có cái um, kinh nghiệm cũng như là cái uh, khả năng uh, làm việc trong 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 ngành may mặc. thì uh, mình đến với nhau và mình uh, uh, đưa những cái thế mạnh của nhau. và uh, đặc biệt nhất là cái chuyện là bên mình luôn luôn uh, đi châu âu khoảng một năm khoảng một hai lần và có người ở châu âu sống ở đó luôn để liên tục là update những cái về kiến thức nè về cái gọi là kỹ thuật cũng như là chất liệu thì đó là những thứ mà bên mình rất là chú trọng trong cái việc là làm ra sản phẩm của của sir Taylor dạ cảm ơn anh triết võ rất nhiều và thông qua những gì anh chia sẻ Trên cảm nhận việc ăn mặc đẹp á không còn là dành cho những dịp trịnh trọng nữa mà gắn liền với hơi thở và ai cũng có quyền ăn mặc đẹp chỉnh chu để có thể giúp cho ngoại hình của mình được cải thiện và công việc của mình nó nó cũng tốt hơn. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay là bộ trang phục của anh mặc cũng đến từ Sir Taylor đúng không? Đúng rồi. Thì um, đây là một bộ uh, nó không quá trang trọng, tức là mình ăn mặc um, gọi là separate uh, quần với lại jacket thì nó sẽ khác khác vải khác màu nhau. Mình rất là tiện dụng trong chuyện là mình muốn mặc hay không mặc cái jacket cũng được. Và cái jacket này nó có đi được với rất nhiều cái màu quần cũng như cái chất quần khác nhau thì đây là một bộ mà mình sẽ thường xuyên mặc trong lúc làm việc cũng như là lúc đi gặp gỡ những đối tác mà nó mang tính hơi casual một chút cái quan trọng nhất của thời trang đàn ông mà cổ điển là tính trang trọng của những cái dịp mà mình sẽ ở đó ví dụ như là mình đi dự tiệc thì mình sẽ có một cái cái formality một cái dress code còn chẳng hạn mình đi gặp bạn bè gặp đối tác thì nó sẽ có những cái cái độ khác biệt trong cái độ trang trọng thì mình sẽ dựa vào đó nó là nền tảng đầu tiên để mình ăn mặc sao cho nó hợp thời trang thì mọi người vẫn hay nói là trang phục hợp thời đúng không yeah. à, cái này nó là thời điểm luôn chứ không phải là là một cái giai đoạn nữa dạ yeah. trên hỏi anh câu này nha một bộ mà mặc được nhiều nơi như vậy Trông rất là lịch duyệt nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng á thì có đắt không bên mình thì giá cả của một bộ suit nó sẽ bắt đầu từ 12 triệu chín. bên mình thì chỉ dùng cái vật liệu nguyên vật liệu đến từ châu âu thôi. bên chỉ có lót là có thể lấy từ nhật bản. nhưng mà bên mình quan niệm rất là rõ ràng là châu âu là nơi mà nó khai sinh ra cái 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 âu phục này thì thành ra là know how của họ cũng như là cái khả năng mà họ đã phát triển về mặt kỹ thuật kiến thức cũng như là cái nguồn cung đó nó rất là mạnh chất lượng thì thật ra mà nói thì ở châu á vẫn có thể có được cái chất lượng giống vậy nhưng mà nó không đều Chẳng hạn như mình mua vải ở những cái nơi mà sản xuất vải lớn ví dụ bangladesh hay là trung quốc hay là đài loan nhật cũng có những nơi họ làm rất là chất lượng rất là cao nhưng mà mua lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư đôi khi là nó sẽ không đạt được cái chất lượng đó nữa à, thì đó là một trong những cái điểm mà bên mình rất chú trọng về mặt chất liệu Cảm ơn anh Triết đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay Bởi vì có rất nhiều quý vị khán giả và chú rể đau đầu Muốn tìm thấy một cái bộ suit ưng ý nhất Đặc biệt là những bộ suit bespoke vừa vặn Với những cái chất liệu cao cấp Vì đám cưới chỉ có một lần trong đời thôi Họ muốn có một cái hình mà, dung mạo thật sự là chuẩn chỉnh nhất Khi mà họ xuất hiện trước đám đông, trước những người họ yêu thương Nên hy vọng những lời khuyên ngày hôm nay Từ Lesia và từ Sir Taylor Cũng đều quan trọng cho tất cả những ai đang tìm đến một cái hôn lễ trong mơ và Quỳnh Anh ơi, hồi nãy nghe câu chuyện Quỳnh Anh á trên thấy trong lòng trên có nhiều cái cảm xúc lắm. Và trên cũng xem qua những bộ sưu tập của Lesia Bridal gắn liền với nghệ thuật cũng đang được mọi người truyền tay nhau gần đây, khá là nổi tiếng. Bạn có thể kể thêm về nguồn cảm hứng làm những bộ sưu tập nghệ thuật này không? Thực ra là mình thì là một người làm việc cũng hơi cảm tính. Thì cái, cái cái lần hợp tác với cả một artist người Pháp này thì cũng rất là cảm hứng thôi trong một lần mình đi xem tranh ở một cái phòng tranh ở thảo điền mới khai trương thì sau khi mà mình đến xem thì chị chủ phòng tranh với mình thì có về nhắn tin với nhau thì hai chị em nhắn tin với nhau hợp nhau quá thì mình khi nhưng mà có một cái như thế này là khi ngay khi mình mình bước đến cái phòng tranh đó là mình đã thấy là cái phòng tranh này quá là hợp để mà mình diễn một cái trang show nhỏ nhỏ ở đây. Là lúc đấy mình đã pop up ra một cái idea là như vậy rồi. Thì lúc về thì uh, hai chị em có có cơ duyên thì lại chat chit với nhau ở trên Insta Thế xong uh, thấy là hai chị em cũng khá là hợp nhau thì cô em mới đề xuất với cả chị là uh, hay là chị em mình làm cái gì đó. Em thấy là bộ sưu tập của em mà trình diễn ở, ở chỗ chị là sẽ là rất là đẹp thì chị cũng rất là thích bởi vì thực ra chị chủ phòng tranh nó cũng là một marketing strategy chuyên làm cho những cái hãng như Dior, Lancome á thì là chị rất hiểu về những cái đấy rồi thì là chị cũng đồng ý luôn thì hai chị em chắc bàn với nhau một buổi tối đấy là xong toàn bộ plan của cả cái cái <laughs> là đúng rồi à. là sau đó thì chị mới bảo là thế thì sang gặp các cái artist đợt này của bên chị bên chị thì đang có đứng một cái đợt các artist ở pháp về gọi là vẽ lưu trú ấy các cô sẽ ở phòng tranh đấy và vẽ trong vòng uh, một tháng và tất cả các các cái tác phẩm mà chị đang bày bán ở phòng tranh thì đều là um, uh, các cô vẽ về Việt Nam các cô vẽ về thiên nhiên về con người về những cái gì mà các cô cảm nhận được về Việt Nam thì mình có đến mình uh, tim của mình thì có đến trao đổi với cả uh, các cô thì có một cô là thấy rất là thích cái ý tưởng là vẽ các cái váy cưới Đó là tụi mình gấp rút chuẩn bị trong vòng khoảng một tuần thì là có sản phẩm để mang vào cho các cô vẽ yeah thì nó rất là cảm hứng như vậy thôi trên chỉ thấy được trên mạng thôi trên mong muốn được nhìn thấy trực tiếp không biết có cơ hội nào không ta uh sắp tới thì Lexia cũng sẽ có store ở Sài Gòn thì những cái bộ sưu tập đó cũng sẽ được trưng bày ở Sài Gòn hoặc là trong cái Wedding Symphony Showcase sắp tới này thì mình cũng có trưng bày cái mẫu váy đấy. Dạ rất thú vị với quý vị khán giả mà chúng ta tò mò về bộ sưu tập rất cảm hứng này mang phong vị Pháp á, và có kết hợp với những văn hóa của Việt Nam nữa thì chúng ta có thể đến với showcase sắp tới của Wedding Symphony hoặc là đến với store của Lexia Bridal nha và trong cái câu chuyện mà Quỳnh Anh kể lúc nào ánh mắt của bạn cũng có rất nhiều hoài niệm rất nhiều kỷ niệm đẹp thì trong cái hành trình mà tạo nên Lisa cũng chắc chắn là có nhiều những cái khoảnh khắc đáng nhớ ở wedding symphony cần những cảm xúc như vậy và bạn sẽ mang đến điều đặc biệt hơn nữa trong showcase sắp tới thì mình cũng đang có dự định là sẽ mời một artist người Việt để bạn ấy thực hiện một cái artwork quốc của bạn đó trên một cái thiết kế mới của bên mình yeah. thì uh, hy vọng là cái đó nó sẽ được đón nhận ở trong uh, Wedding Symphony sắp tới. Dạ, yeah. rất là thực tế mà cũng giữ được chất mộng mơ nữa chứ. À, còn anh Triết Võ ơi, cái này em nói đừng có giận nha. Ví dụ như là thương hiệu của mình rất là chất lượng rồi, khỏi phải bàn về những gì mà anh đã trải nghiệm và trong cái hành trình của mình kết hợp với những người bạn uh, để liên tục liên hệ với uh, nguồn cung ở Châu Âu á, thì em đã trải nghiệm qua. Nhưng mà vấn đề ở đây là trong tâm trí của nhiều người Việt á, thì họ vẫn tin tưởng hơn những thương hiệu như Quỳnh Anh nói là Dior hay là Canali. Uh, sút thì họ vẫn cảm thấy an tâm hơn. Anh có nghĩ là cái phân khúc mình đang phục vụ sẽ gặp nhiều cạnh tranh và khá là khó tính không? Nếu mà nói về việc cạnh tranh thì thật ra là bên mình không xem uh, ngay cả những nhà máy khác là là đối thủ cạnh cạnh tranh của anh mình. Bởi vì là cái lượng khách hàng mà nếu mà thân hình họ, thể hình họ tốt, họ chuẩn thì họ sử dụng những cái bộ suit to wear những cái món đồ mà mà nó vừa nó đẹp đó, thì 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 họ họ thật sự họ nên sử dụng nó để tiết kiệm thời gian cũng như là họ hình dung được cái 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 món đồ lên người mình nó sẽ như thế nào. Cái quá trình may đo nó là một cái nó vừa là một cái um, trải nghiệm mà vừa là một cái sự hy sinh từ cả hai phía cả khách hàng lẫn um, người cung cấp dịch vụ bởi vì là nó sẽ có rất nhiều rủi ro xảy ra. Nếu mà mình làm cái món đồ Uh, dạng wear nó là mass scale thì cái số lượng làm thì sẽ rất là chuẩn theo đúng số đo và mình qc này nọ 100 000 ngàn piece nó có thể lệch rất là ít nhưng mà làm từng cái một cho một người chất liệu vải khác nhau ví dụ người đã may ba cái sơ mi hay là ba cái quần đi chất chất liệu vải nó khác nhau một chút thì ngay cả khi mà mình chắc cùng số đo nó cũng sẽ ra khác nhau nó trap khác nhau trên người thì thành ra mình với khách hàng đến với bên mình đó, thì mình luôn tư vấn theo về mặt giá trị nghĩa là cái này họ có cần không họ có thật sự là uh, nên uh, may cái này hay không thay vì là cố gắng bán cho họ bởi vì là khi mà nó đã là một trải nghiệm rồi thì đến cuối cùng họ cũng phải happy với lại cái lựa chọn của họ thay vì chỉ là một cái sản phẩm mà họ cầm về Đấy, thì uh, uh, gọi là có khó khăn hay không thì tất nhiên rất là khó khăn trong chuyện là xây dựng thương hiệu hoặc là lan tỏa cái thương hiệu đó nhưng mà đổi lại thì tụi mình luôn luôn cải thiện và cố gắng hàng ngày bởi vì là cái số lượng sản phẩm bán ra hay là số lượng khách hàng của mình nó nó, nó không nó không theo so sánh với là những brand lớn được như vậy thì mình có nhiều thời gian chăm chút cho họ hơn mình cảm thấy hài lòng với lại cái cái thành quả mà mình đã làm ra có thể những gì anh đang nói đó là đang tập trung vào khái niệm bespoke đặc biệt là dành cho những chú rể đang cần có một cái bộ suit chuẩn chỉnh nhất thì mình có thể tập trung về hướng bespoke này. Anh đã trải nghiệm qua những dịch vụ này ở nước ngoài đúng không đặc biệt là châu Âu anh thấy như thế nào? Mình có trải nghiệm qua dịch vụ MTM nó chưa hẳn đến bespoke. Bởi vì để mà trải nghiệm dịch vụ bespoke ở nước ngoài thì đầu tiên là cái việc di chuyển tức là họ họ không có làm nhanh đâu. Họ sẽ làm ví dụ họ lấy số đo của mình thì first visiting cái lần thử đầu tiên á nó sẽ khoảng đôi khi là 2 tuần, đôi khi là 3 tuần đôi khi là cả 3 tháng thì nó mới ra được một cái gì đó để mình thử thì mình không đủ thời gian mình ở dài như vậy để mà mình đó thì thành ra là mình chỉ thử đến mức MTM nghĩa là mid to measure nếu mà thật sự là dịch vụ về Facebook á tất nhiên tuy mình không thủ thử nhưng mà mình có có đọc mình có xem và cũng như là đã tiếp xúc với lại những cái thợ may thì uh, họ làm rất là kỹ thời gian làm thì khách hàng Việt Nam mình chắc là hết 90% 95% phần trăm họ sẽ không chấp nhận. Thường là 3 tháng, 6 tháng, đôi khi cả năm mới xong một bộ đồ. Mà Việt Nam thường là tôi cần liền 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 liền. À, Việt Nam thì dạo này mọi người bắt đầu kiểu có kiên nhẫn hơn rồi chứ còn xưa là uh, hơn một tuần là phải có cho tôi kiểu kiểu vậy. Em nghĩ là mọi người kiểu chưa cảm nhận được giá trị của cái việc là may bespoke nó đem lại cái gì ấy. tại ừ. sao tôi lại phải chờ lâu như thế? Tại sao có may cái áo thôi mà tại sao lại phải lâu như vậy? Thì em cũng hiểu là um, cái quy trình bespoke là mọi người sẽ phải fit trực tiếp trên người thật đúng không? Phải điều chỉnh từng tí từng tí một nó chứ không phải là chỉ là cắt thôi. Đúng. Mình base fitting mình thử đôi khi là mình uh, làm đến lần thử thứ hai, thứ ba mà có cái sự thay đổi về mặt hình thể hoặc là uh, muốn thay đổi về mặt chi tiết thì đôi khi là phải order phải thêm để cắt để làm lại luôn. Yeah. Đó thì thì nó nó cầu kỳ cho nên là nó sẽ tốn thời gian hơn. Dạ. Yeah. Cái cân bằng đường này như thế nào trong thương hiệu Sir Taylor với những bộ Speedbook? khá là phức tạp và chi tiết ở nước ngoài. Để cân bằng thì đầu tiên là mình phải nói luôn là không thể nào đi theo hết được những cái quy trình làm đúng chuẩn bespoke của nước ngoài. thì ra mọi người không có một cái khái niệm rõ ràng về về chữ bespoke đâu. À, đôi khi nó phải là chỉ cần là cắt riêng cho một người nào đó, làm những chi tiết riêng cho một người nào đó, bạn cũng có thể gọi nó là bespoke. Nhưng mà với cái chuẩn của bespoke Tailor ở nước ngoài thì đôi khi nó còn liên quan đến chuyện là handmade rất là nhiều làm bằng tay cực kỳ nhiều làm đến nỗi là nhiều khi họ không đụng một cái máy nào luôn, họ làm hoàn toàn bằng tay nghe thì nó cảm giác là nó cũng bình thường chẳng hạn Việt Nam mình là một nước kiểu nhân công may rất là nhiều nhưng mà họ sử dụng máy cực kỳ nhiều Đó, còn ở bên nước ngoài nếu mà chọn đúng thì cái hàm lượng làm thủ công của họ rất là cao và làm thủ công cao thì dẫn đến một chuyện là một người ôm một cái áo một cái quần họ làm ví dụ mấy chục tiếng đồng hồ cũng chỉ tập trung một cái món đó thôi thì nó sẽ vừa lâu mà nhân công bệnh thì phí rất là cao cho nên là hàng bespoke ở bên nước ngoài thì giá rất là cao dễ dàng là nó gấp ví dụ như là mình nói standard của nó khoảng 2.000 euro một bộ là 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 rẻ nha còn ở anh thì nó sẽ starting khoảng chừng 3.000 rưỡi đến 5.000 bảng cho một bộ suit là cả hơn cả trăm triệu một bộ suất là chuyện bình thường, chưa à. cả những dịch vụ cao cấp hơn hoặc những bộ suất có yêu cầu khác khe hơn. Đúng. Thì uh, mình phải adapt như thế nào? Thứ nhất là tất nhiên là mình mình không có uh, gọi là làm lâu gì được. Khách hàng không không chấp nhận cái chuyện đó và họ cũng đang chưa có cái um, nhận thức đúng và đủ về cái việc là handmade với lại machine-made nó khác nhau như thế nào thì tụi mình bắt buộc là tụi mình phải đưa cái hàm lượng handmade nó nó vẫn cao so với lại cái may đo bình thường bình thường ở đây mình nói là những nơi khác làm đi nhưng mà bên mình không 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 làm 100, 100% handmade gọi là lâu lâu một vài ca khách rất là hiểu và họ sẵn sàng họ 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 muốn mình làm handmade mình sẽ làm nhưng mà ngoài ra thì mình sẽ giảm lại cái độ handmade đó để mang đến cái năng suất cũng như là giảm thời gian chờ cho khách hàng thứ hai nữa là uh, bên mình vẫn cố gắng là sử dụng những cái um, chất liệu từ um, vải chính cho đến những cái nguyên phụ liệu phía trong đó, thì là theo chuẩn của um, thế giới của những cái thay hàng đầu để để mang lại được những cái um, cảm giác mặt cũng như là cái 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 hình thái của cái món đồ nó nó chuẩn ừ. đây là một số cái uh, cái điểm mà bên mình uh, cố gắng là để mà uh, mang lại một cái trải nghiệm bespoke uh, nhiều nhất có thể về mặt bespoke và cuối cùng là cuối cùng là cái kiến thức về mặt tư vấn thì cái đó mình cho là nó nó còn quan trọng hơn ở một cái thị trường mà mọi người đang một là mọi người chưa có đủ cái thông tin thật ra thông thông tin thì dễ kiếm thôi nhưng mà mọi người có có, có chịu tìm hiểu không để biết là nên mặc cái gì nên mặc chất liệu gì kiểu như thế nào uh, lúc buổi sáng như thế nào buổi tối như thế nào ở ngoài trời như thế nào trong nhà như thế nào thì đó là những cái mà khách hàng đôi khi họ bận quá mà cũng không phải là mối quan tâm đầu tiên hàng đầu của họ thành ra họ sẽ chưa tìm hiểu thì cái công việc của những cái tư vấn viên của mình là sẽ đưa đến cho họ những cái lựa chọn cùng với lại cái giải thích để họ có một cái họ hiểu được là à cái món này tôi may hoặc là tôi mua là tôi sẽ sử dụng trong cái trường hợp này là phù hợp nhất không nên là một món cứ đi dùng hết trong tất cả trường hợp đó thì đó là cái về mặt kiến thức tư vấn thì đó là một trong những cái mà bên mình rất là cố gắng cải thiện cũng như là tập trung để đem lại những cái dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Dạ, yeah. cảm ơn anh Triết đã chia sẻ để cho Trinh cũng như mọi người có thể mở mang thêm về một số những cái thông tin, những nội suất rất là thú vị. Còn riêng Quỳnh Anh thì về định hướng thương hiệu, những cái giá trị cốt lõi của thương hiệu và cả về định trong tương lai nữa, Quỳnh Anh có thể bật mí luôn cho mọi người những người yêu Lesia Bridal hay không? À, thực ra là cái quá trình uh, trước đây đối với mình thì mình nghĩ là nó là một cái um, nó rất là cái giai đoạn mình là một tay ngang khi đi vào bước vào lĩnh vực thời trang và lĩnh vực cưới. Và đối với mình thì cái sản phẩm cưới nếu mà làm nghiêm túc ấy, nó là một sản phẩm khá là khó, thị trường nó cũng khá là khó. Thì uh, cái giai đoạn trước mình coi như là một giai đoạn mà mình học. Khi mà mình bắt đầu với Lesia thì mình cũng chưa biết là mình muốn gì, mình sẽ đi đến đâu. Thì trong Cả cái có, có, gọi là 6-7 năm vừa rồi Thì mình mới hiểu rõ bản thân mình là ai Mình cái sứ mệnh mà mình mong muốn Mình đi đến cuối là cái gì Thì đến thời điểm hiện tại nó cũng đã khá là rõ ràng Và mình cũng tự nhìn lại cái quá trình 7 năm vừa rồi Là tại sao mình cứ hay uh, Đi vào những cái câu chuyện về văn hóa Những cái giá trị thủ công truyền thống của Việt Nam uh, Nó cứ vô thức Nó hình thành dần dần lên Thì đến, đến bây giờ mình mới hiểu là Mình rất muốn là được uh, Đem những cái giá trị về thủ công về văn hóa của Việt Nam ứng dụng lên trong sản phẩm theo một cái cách nó mới nó gần gũi với cả giới trẻ hiện đại nó gần gũi với những cái lứa như tụi mình này, để những cái những cái nghề thủ công đấy những cái giá trị về nghề thủ công của Việt Nam nó không bị mai một và nếu mà được nếu mà một câu chuyện xa hơn thì nó sẽ lan tỏa được ra đến thế giới. xét về những cái yếu tố mà chúng ta đang theo đuổi trong thương hiệu của Sir Taylor và Alicia đều rất tương đồng với nhau. Đó là cân bằng để cho người Việt có thể có những dịch vụ tốt nhất và xa hơn nữa mình có thể mang thương hiệu của mình ra thế giới. Và điều quan trọng hơn nữa là trong câu chuyện của Wedding Symphony ngày hôm nay khao khát được biết là các bạn có nhìn thấy được cái bức tranh chung của ngành cưới Việt Nam hay không? Và các bạn có nghĩ đó là một tín hiệu khởi sắc khi cái xu hướng luxury wedding đang ngày càng được đón nhận hay không? Ừ. Thì uh, chắc anh trả lời trước nha Thứ nhất là đúng là cái lượng khách hàng uh, tổ chức đám cưới nó tăng lên uh, đến năm nay thì nó bắt đầu nó bình thường hơn Dạ. Yeah. Uh, về cái gọi là cái khởi sắc ở đây thì riêng về phía ngành hàng bên mình thì mình nhận thấy trong vòng khoảng 4-5 năm gần đây là cái mức độ đầu tư của chú rể hoặc là của gia đình cả cặp đôi với chú rể thì nó tăng lên hơn nhiều so với trước trước thì cô dâu có thể mặc bộ váy cưới rất là đẹp rất là chuẩn nhưng mà chú rể thì sao cũng được mướn cũng được à, hoặc là những cái bộ dùng bình thường hay mình mang vô mình mặc cũng được hiện nay người ta chịu chi hơn đúng không đúng rồi trong vòng ba yeah. bốn năm nay mình cảm giác là uh, chú rể họ cũng có cái cái, cái cá tính và cái um, Gọi là mình cũng muốn là mình phải chỉnh chu trong cái 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 ngày trọng đại của mình chứ không phải là chỉ làm nền cho cô dâu thôi. Đấy, thì cái đó là một trong những điểm mà mình cho là có một cái sự chuyển biến về mặt nhận thức cũng như là uh, thói quen tiêu dùng, mình cho là nó rất là tốt. Dạ, yeah, rất là cụ thể. Khổng Minh Quỳnh Anh á, thì nhìn về phía các cô dâu á họ có đầu tư cho phụ dâu hay các kiểu không? À cũng có. Uh, cô dâu thì mình nghĩ là cũng không thay đổi nhiều chỉ có một nếu mà cô dâu thì có một cái đấy lớn mà mình nhìn thấy đấy là váy cưới bây giờ nó đã, đã trở nên thời trang hơn tức là các bạn sẽ thích và các bạn sẵn sàng thử những cái thứ nó mới lạ hơn chứ nó sẽ không có form mồ như là những cái váy cưới trước đây nữa thì đấy là một cái khá là rõ ràng hai ba năm gần đây mình nhìn thấy ở cô dâu vậy về phía người sản xuất là mình đi người làm trong cái ngành cưới để phục vụ cô dâu chú rể là mình có nghĩ đây là cái ngành nghề mơ ước mà nhiều người vẫn tưởng không? Nhìn lại những khó khăn và cả những cái tiềm năng luôn. Nó rất là nó rất là rewarding, nó rất là mang lại cho mình những cái cảm xúc và những cái nếu mình mình làm tốt và là thành quả thì nó rất là là ok, nghĩa là mình thấy được cái hình ảnh hoặc là mình tham dự cái buổi tiệc đó chung của cặp đôi đó thì mình cảm thấy là mình rất là hạnh phúc là mình đã đóng góp được một phần vào cái 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 sự thành công của buổi tiệc. Nhưng mà đồng thời nó rất là áp lực bởi vì nó có một cái deadline mà mình không thể nào miss, mình không thể nào mà lỡ được cái 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 đánh like đó, bởi vì là đây là một trong những ngày trọng đại của họ. Yeah. Thì mình cái áp lực của mình phải làm sao cho mọi thứ nó hoàn hảo nhất uh, trước khi mà cái lễ cưới nó diễn ra và trong khi lễ cưới diễn ra đôi khi là mình cũng phải có mặt để mà mình mình uh, hỗ trợ mình xử lý những cái vấn đề về trang phục hay là sao đó. Dạ, yeah. đúng là như vậy thực tế là chỉ cần thử mà giao trễ ngày qua cái đám cưới rồi thì cái số đó cũng không còn giá trị nữa hoặc là giao đúng ngày nhưng mà lại không đúng như ý của chú rể chú rể không tự tin xuất hiện kế cô dâu thì cũng lại là ảnh hưởng tâm lý nên cũng khá là áp lực cho cả hai khi mà chúng ta tham gia vào ngành thời trang đặc biệt là thời trang cưới nói về thời trang cưới thì mình thấy là việt nam mình rất là cởi mở nhưng mà đồng thời cũng luôn cố gắng để giữ những giá trị truyền thống nên họ sẽ ưa chuộng việc trưng trổ những cái bản sắc của người Việt như là áo dài truyền thống là có cách tân chút xíu nhưng luôn muốn mọi người nhìn thấy được cái nét văn hóa địa phương. Và đồng thời một mâu thuẫn khác nữa, đám cưới dạ tiệc buổi tối thì họ cũng rất là ưa chuộng những cái kiểu đồ cưới uh, Tây Âu. Thì mọi người có nhận ra cái xu hướng này không và có bình luận gì về cái điều này không? Thứ nhất là với mình thì mình cho là tiêu chuẩn phương Tây hay phương Đông nếu mà thật sự nó hiệu quả, tiện dụng, nó nó phù hợp thì thì nó đều là có ý nghĩa tích cực hết Cho nên là cái việc là à, Họ có thể buổi sáng đưa dâu à, Đám hỏi hoặc là Dạng ngõ, họ, họ mặc áo dài Và buổi tối ở, ở, ở Nhà hàng hoặc là ballroom Họ mặc những bộ đồ rất là âu à, Tuxedo hoặc là gown Đấy thì Vậy nó đối với mình là mình thấy nó, nó Nó phù hợp với lại cái Hơi thở của cuộc sống hiện đại Nó tiện dụng, à, nó không bị một màu Đồng thời nói lên là cái cặp đôi đó họ cũng có cái cái sự toàn cầu hóa nhất định à, nghe thì nó hơi to tán nhưng thì là hiện tại mình đâu có mặc áo dài mỗi ngày mình đi làm hay là sống đâu thì thành ra là cái chuyện là họ họ mặc ở những cái buổi lễ như mình nói là buổi sáng đám hỏi hoặc dạm ngõ thì nó cho thấy là họ có một cái sự tôn trọng một sự quay về đối với lại cái giá trị truyền thống thì đó là điều rất là tốt Dạ, yeah. nói chi đâu xa thì bản thân trinh đám cưới trong năm vừa qua cũng vậy lễ gia tiên bằng áo dài, Dạ yeah. nhưng mà tới buổi lễ mà đáy tiệc á, thì mình lại là quay về với ba bốn kiểu áo cưới khác nhau có lúc ngắn có lúc dài có lúc dễ di chuyển rồi after party là một cái áo khác trinh cảm thấy đó giống như là một cơ hội duy nhất để mình được sống thoải mái với tất cả những mẫu áo cưới yêu thích biến thành công chúa cũng được thành một quý cô như là đi prom với lại người yêu của mình cũng được hoặc là một cái váy sexy để quẩy tưng bừng trong tiệc tối cũng được không sao quan trọng là yếu tố phù hợp và cái sự không có tuyệt đối nhất định đó cũng lại là một điều thú vị khác khi chúng ta đến với một cái hôn lễ trong mơ thì khi mà chia sẻ cụ trí có thấy rất là gần gũi với những gì mình suy nghĩ và cái khái niệm mà mình đang đến với những cái phong thái của tây âu trong những cái thiết kế của việt nam á mình cũng nên thoải mái một chút xíu trong những hôn lễ trong mơ đúng không quỳnh anh nghĩ sao về điều này thực ra thì quan điểm của mình váy cưới nó lại váy cưới màu trắng thì nó lại bắt nguồn từ châu âu Thực, thực chất thì nó là một sản phẩm của 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 phương tây chứ không phải là sản phẩm của người việt mình thế nhưng mà do là uh, cái mình nghĩ là nó nó liên quan đến cái đặc điểm của đám cưới khi mà cái chế độ phong kiến nó kết thúc nhá thì là cái cái hình thái đám cưới của việt nam nó thay đổi và lúc đó là mọi người không còn mặc những cái bộ cổ phục để mọi người tổ chức hôn lễ nữa và mọi người chuyển sang cái cái chế độ thời đó là thời bắt đầu pháp thuộc với các thứ đó thì là mọi người bắt đầu mặc váy cưới luôn thì váy cưới nó du nhập vào việt nam là bắt đầu từ thời điểm đó và đến bây giờ là gần như là nó trở thành một cái điều bình thường trong yeah. cái đám cưới của việt nam mất rồi yeah. Nên là mọi người còn không mọi người còn không nghĩ đến chuyện là đám cưới tôi sẽ mặc một cái bộ cổ phục hay một cái bộ gì đấy rất là truyền thống của việt nam nữa cơ và yeah. mọi người chỉ nghĩ đến cái bộ truyền thống cùng lắm là cái áo dài để tôi mặc trong một cái lễ ăn hỏi là một cái lễ uh, lễ nhỏ nhỏ trước đấy thôi thế còn nếu mà khi mà nghĩ đến đám cưới là mọi người tự tự khắc là mọi người nghĩ đấy là, cái, là phải mặc váy cưới rồi mà váy cưới thì nó xuất hiện xuất phát từ châu Âu, thế cho nên là nó vẫn phải uh, mang những cái hình thái nó chịu rất là nhiều ảnh hưởng cũng như là các đặc điểm của một cái lễ phục của châu Âu. Dạ. Yeah. Nói mình chung là đó... chọn cái váy nào là cái chuyện bình thường nhưng mà Đúng chọn rồi. cái váy mà mặc không đẹp đó, mới là chuyện bất thường đây nè. <laughs> thế Quỳnh anh với lại trước có thể tư vấn cho mọi người là bây giờ cái dáng người quả lê, cái dáng người đồng hồ cát rồi cái dáng người hơi gầy gầy hoặc là hơi hơi mập mạp mũi miệng chút xíu đó, thì mình nên chọn những cái váy hoặc là chú rể cũng vậy phải chọn cái bộ suit như thế nào cho phù hợp và an toàn nhất hay không? Uhm, thứ ra vài cưới thì mình thấy uh, nó cũng hơi hơi khó hơn so với cả các cái sản phẩm khác là mình không tư vấn bằng miệng được mà mình bắt buộc mình phải thử trên người thì mình mới biết được là hai người cùng là dáng quả lê, mình không thể tư vấn cùng một cái shape hay ho hoặc là cùng một cái chất liệu cho người đấy được mà bắt buộc là phải mặc lên người thì mới biết là, là người đấy người ta sẽ phụ phù hợp với cái dáng váy nó có độ bồng xòe như thế nào, nó có cái chất liệu nào sẽ là phù hợp với người đó, cái chi tiết nào nó sẽ phù hợp với người đó thì bắt buộc là phải thử lên người thì mới hình dung được. Nha. Yeah. Còn đối với những bộ suit của nam thì những cái chi tiết nào và những khía cạnh nào để đánh giá đây là một bộ suit lịch duyệt sang trọng nhưng mà vẫn rất là an toàn phù hợp. Thì um, chắc là mình nói cũng um, cùng cái câu hỏi của với lại huỳnh uh, anh là liên quan đến độ fit đi thì uh, uh, độ fit là cái thứ quan trọng nhất. Uh, tức là nó nói là độ fit nhưng nó không phải là nghĩa là vừa vặn sát hết vô người đâu. Yeah. mà nó là 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 cái dáng của cái áo, cái hình thái của áo và của cái quần khi mà mình mặc lên rồi nó tạo cho mình một cái một cái hình thái nhất định và cái hình thái đó nó nó hướng theo một cái gu thẩm mỹ chung nghĩa là gì? Nam giới thì thường sẽ là vai nở, hơi có eo chút. Uh, dáng người cao có thể là không quá to vạm vỡ nhưng mà cũng không nên gầy quá thì đó là cái một cái hình thái một cái um, quan niệm thẩm mỹ chung hiện tại đi khi mà như vậy rồi thì mình khi mà mình mua đồ hoặc là mình may đồ thì mình chú trọng đến cái chuyện là đừng đừng chú trọng vào chi tiết là ở uh, cái này nó phải cái này nó chưa đủ sát eo bởi vì khi mà người, người làm ra cái sản phẩm hoặc là cắt được cái món đó thì họ đã tính về mặt tỷ lệ đôi khi là à, cái vai nó khoảng bao nhiêu đây thì cái eo nó tầm nhiêu đây là nó đẹp và nó vừa mắt thay vì là mình cố gắng là nhiều nhiều anh thì um, tập gym uh, vai rất là to nhưng mà eo cực kỳ nhỏ thì nếu mình mình thích mặt mà nó sát hết vô người vô cái eo á thì đôi khi nó trở thành hơi nữ nhìn nó không được thuận mắt về mặt tỷ lệ đấy thì thành ra là mình sẽ có cái lời khuyên là về độ fit thì tạo được một cái hình thái đẹp chứ không nên là mọi thứ nó sát vào người ôm vào người và phải để cho mình một cái độ cử động nhất định bởi vì mình không chỉ đứng chụp hình mình còn đi lại Cô dâu còn có thể làm hai ba bộ suit, à, hai ba bộ váy nhưng mà chú rể thường chỉ có một bộ suit thôi mặc trong xuyên suốt cả buổi lễ chưa kể là trước đó chụp hình đó à, chào quen viên hay họ khách rồi bạn bè thì nó nên thoải mái một chút để để mình có một cái phong thái tự tin mình thoải mái thì mình mới tự nhiên được, mình làm chủ được buổi lễ, đó. Dạ. Yeah. Vậy làm sao chúng ta có thể cân bằng tốt giữa yếu tố độc bản, nguyên bản là những cái ý thích cá nhân của chú rể à, cùng với lại cái tính ứng dụng trong những hoạt động mỗi ngày đó? Với mình, uh, 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 mình sẽ chú trọng đến đầu tiên là cái cái thói quen, cái sở thích khi mà uh, người khách hàng họ, họ chia sẻ với lại bên mình. Uh, nếu mà cho tiệc cưới thì mình sẽ hỏi kỹ về chuyện là nó diễn ra ở đâu cái phim của cái tiệc cưới là như thế nào để khi đó mình sẽ tư vấn những thứ mà nó phù hợp với lại cái cái phim hoặc là cái không gian nó trước tại vì cái đó rất là quan trọng mình cho là chú rể luôn luôn sẽ không phải là nhân vật chính nhất trong uh, hai nhân vật nếu mà mình nói gì uh, vẫn nên là để cô dâu nổi bật hơn không có nghĩa là mình sẽ gọi là mình chìm hẳn hoặc là mình không có một cái độ phù hợp và hài hòa với lại cái không gian thì có hai điểm quan trọng nữa hai khía cạnh quan trọng nữa mà mình muốn nhắc tới ngoài cái chuyện là cái fit của bộ đồ dành cho chú rể như thế nào thì đó là liên quan đến cái chất liệu làm nên cái bộ đồ đó và thứ hai nữa là những cái chi tiết những cái thiết kế để làm sao cho cái bộ đồ đó nó phù hợp với một cái mục đích sử dụng nhất định thì về chất liệu đi mình sẽ luôn khuyên là nếu mà mình có thể mua đồ may sẵn hay mây đông được chọn những cái chất liệu mà nó có cái um, hàm lượng sợi tự nhiên cao nhất có thể một trăm thì càng tốt uh, nhưng mà nếu mà blend một chút thì nó cũng đừng 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 quá hai mươi phần chất synthetic chất nhân tạo bởi vì là uh, cái chất um, sợi tự nhiên đó, ví dụ như là len nè cotton nè linen hoặc là lụa những cái thứ đó nó nó có cái độ thở tốt hơn thì trong cái quá trình mà mình làm lễ hoặc là mình có những hoạt động đó, thì những cái vải sợi tự nhiên nó sẽ giúp cho mình thông thoáng hơn mình không có bị bí bách hoặc là mình không có bị kiểu có ra mồ hôi nó cũng không nằm ở trong đó nó nhớp nó, nó khó chịu tạo cái cảm giác là lúc nào cũng phải lo chỉnh độ thì rất là mệt thì thành ra là chất liệu một thứ rất là quan trọng về mặt màu sắc thì mình phải quan tâm đến cái 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 phim của buổi lễ và quan trọng hơn là cô dâu mặc đồ màu gì thì cái này chắc chút mình với lại Quỳnh Anh sẽ trao đổi một chút về chuyện là uh, phối như thế nào cho nó nó hợp uh, và cái liên quan đến chi tiết thì là chẳng hạn như là nếu mình làm một cái buổi lễ ở trong ballroom buổi tối trang trọng thì mà mình, mình mặc tuxedo hoặc là mình mặc một cái bộ suit màu tối rất là phù hợp ba mảnh có cái gile còn nếu mà làm ở ngoài vườn hoặc là ở ngoài biển thì có thể chọn những chất liệu mà nó bớt phô màu hơn ví dụ như là linen hoặc là cô tông để nó, nó phù hợp với lại cái quan cảnh xung quanh màu sắc nó cũng sẽ sáng hơn nó sẽ hòa nhẹ hơn thay vì là màu rất là tối thì lúc đó là ở giữa bãi biển mà mặc một cây màu đen thì nó sẽ rất là nổi đó thì đó là, là hai cái chi tiết mà mình muốn nói khi mà mình làm đồ cho cho chú rể Dạ, yeah, lời khuyên rất là ngắn gọn nhưng cực kỳ hữu ích luôn Có thể áp dụng ngay và luôn Không chỉ là trong hôn lễ mà trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy Riêng Quỳnh Anh thì sao bổ sung gì cho cái sự phối hợp đồ của cô dâu chú rể Vì hôn lễ là dành cho cả hai người Nên mình cũng phải vừa thể hiện cá tính riêng của bản thân Không có làm nền nhạt nhòa quá Nhưng đồng thời đừng quá nổi bật Mà cũng phải đảm bảo được hoạt động mang tính ứng dụng trong hôn lễ đó nữa Mình nghĩ là để mà cô dâu chú rể có thể hài hòa với nhau về mặt trang phục trong lễ cưới thì cũng phải cân đổi đầu tiên là yếu tố về tính chất của cái hôn lễ đấy, Đó là trong ballroom sang trọng hay là ở ngoài sân vườn hay là ngoài biển thì uh, váy cưới của cô dâu cũng sẽ như thế, nó cũng sẽ có cái tính chất như vậy. Ví dụ trong ballroom thì cũng cần phải đề cao cái sự uh, trang trọng. Còn ở uh, ngoài biển thì sẽ có thể là relax hơn, có thể là phá cách hơn, thoải mái hơn. Thì đầu tiên yếu tố đầu tiên nó sẽ là cái tính chất của cái buổi lễ đấy như thế nào. À. Thí dụ như là mình đang nói về một cái buổi lễ mà phổ biến nhất ở trong những đám cưới hôn lễ trong mơ luxury wedding là ở resort đi thì mình sẽ có những tư vấn gì cho cô dâu và chú rể để mà mình thực hiện cái lời thề nguyện dưới hoàng hôn ở ngoài vườn hay là ở biển hay là ở ngoài biển đi ở biển à. ừ. Ừ. thường ha thì những cái trường hợp như vậy là cô dâu sẽ chọn trước Wedding planner sẽ nói về màu và cô dâu sẽ chọn váy trước Xong rồi lúc đó thì chú rể mới mới đến với mình và nói là ok Đây, vợ anh hoặc là vợ em chọn những cái váy màu sắc vậy nè Thì anh giúp em làm cái phù hợp với lại vợ em và với cái theme của cái buổi tiệc đó ở, ở resort, ở bãi biển Thường nếu mà làm ở bãi biển thì cô dâu thường cũng sẽ chọn trắng hoặc là kem À, có thể là nó sẽ không cái độ phòng của váy nó không quá nhiều để dễ đúng rồi như là gió này nọ thì nó không có vấn đề gây sự cố trang phục còn với chú rể thì một là mình vẫn mặc um, một cái dạng dinner jacket nó sẽ là một cái áo trắng kem quần thì vẫn còn đen cho nó đúng với lại cái cái etiquette à, vẫn mang nơ thì đó là một cái option mà nó gọi là formal Uh, còn nếu mà option mà nó bớt phô màu hơn thì mình có thể mặc nguyên một cây kem hoặc là những cái màu oatmeal những cái màu mà nó hơi giống sand uh, uh, và nó là làm từ có thể là linen hoặc một trăm linen cũng được hoặc là linen pha với lại um, cái chất mà wool đi uh, len thì nó sẽ làm cho cái bộ suit nó phô màu hơn một xíu so với linen đấy mà nó vẫn đảm bảo cái độ thoáng và nó không không trang trọng giống như là mình mình mặc tuxedo đấy thì đó là thường là mình sẽ sẽ tư vấn cho chú rể như thế trong trường hợp mà màu da hoặc là các phim của buổi lễ nó sẽ có cái màu gì đó mà mình cần phải theo thì mình sẽ theo cái màu đó mà mình làm cho nó nó kiểu nó hơi nhạt hơn một xíu cái độ bão hòa màu của nó sẽ 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 thấp để nó hơi trầm so với là cô dâu cô dâu thường sẽ nó vibrant hơn à đấy thì thì đó là cái mà mình thường xuyên mình mình tư vấn cho chú rể ừ. Nhưng mà thường là cô dâu sẽ chọn trước cho nên là không quan tâm là chơi ra mặt gì đâu. Nhưng mà cũng rất là hữu ích. Dạ, còn Quỳnh Anh sẽ có những ý tưởng gì cho các cô dâu? Thì nếu mà tổ chức ở biển thì mình sẽ tư vấn cô dâu các cái dàng váy nó. Đầu tiên là gọn nhẹ để dễ di chuyển trên cát. À, rồi về um, chất liệu thì mình cũng sẽ thường tư vấn cô dâu là nên sử dụng những cái chất liệu nó bởi vì làm buổi chiều hoàng hôn Một khung cảnh nó sẽ rất là lãng mạn, nó sẽ rất là nên thơ thế nên nên chọn những cái chất liệu nó cũng nhẹ nhàng, nó có cái độ bay bổng. không nên chọn những chất liệu mà nó quá cứng hoặc là không nên chọn những cái chất liệu mà nó có có đính kết quá nhiều. Thì xa, là... bling, bling. Đúng rồi, <laughs> thì nó nềm. không không, yeah. không phù hợp lắm. Với những cái đám cưới ngoài trời thì mình cũng sẽ thường xuyên tư vấn cho cô dâu về phụ kiện. Cái váy có thể nó cũng sẽ đơn giản thôi, nhưng mà mình nên nhấn vào cái phụ kiện. À, ví dụ như là veil Ví dụ như là găng tay hoặc là những cái headband rồi trang sức đi kèm thì mình thường tư vấn thêm cho cô dâu về những cái phụ kiện đi kèm để cho cái cái lúc cái vẻ ngoài của cô dâu trông nó mới lạ hơn. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn Quỳnh Anh rất nhiều. Và Quý vị thấy đó, nói là mình bán một bộ trang phục tưởng là rất là đơn giản nhưng thật ra lại còn có rất là nhiều tâm huyết đi kèm nữa. Nên đặc biệt với luxury wedding là hôn lễ trong mơ cùng với câu chuyện của chủ Wedding Symphony, chúng tôi khao khát rằng là mọi người khi mà theo dõi chương trình platform mới này của Luxio team, mình sẽ thấy được đây là một cái câu chuyện rất là dài với sự tham gia của rất là nhiều người, rất là nhiều nghệ sĩ sáng tạo để tạo ra một hôn lễ rực rỡ, hài hòa, một hôn lễ mà vô cùng lịch thiệp, tinh tế và tạo thật nhiều những cái cảm xúc cho cô dâu chú rể cùng những người tham dự. Và đây là một cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ trong cuộc đời khiến cho bạn vỡ òa. À nên chúng tôi càng phải dốc sức hơn nữa vì thế mọi người nghĩ sao nếu chúng ta có một cái buổi vinh danh một cái chuỗi chương trình tôn vinh những người nghệ sĩ sáng tạo và chúng ta cũng là những người nghệ sĩ sáng tạo mình là người tạo ra những cái đường may đường kim mũi chỉ để cho sự hoàn hảo đó lại càng thêm chuẩn chỉnh và chúng ta cần có những tôn vinh về make up artist nè những cái người nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc cưới nè những cái đơn vị mà hỗ trợ cho wedding concept nè đó là những điều mà wedding ceremony đang làm thì mọi người nghĩ có cần thiết hay không? rất là cần thiết bởi vì là thực ra những cái hoạt động như vậy nó cũng là những cái mà giúp mà cho tụi mình có thêm một cái động lực để mà cố gắng hơn để mà tiếp tục cống hiến cho cái uh, gọi là thị trường cưới của Việt Nam nó ngày càng phát triển và bản thân người tiêu dùng cũng có thêm được một số những cái sự lựa chọn chuẩn xác hơn với những gì mà chúng ta đã được bình chọn hoặc là được thi đua được trao tặng danh hiệu bên đây thì là Sir Taylor là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng rồi bạn có nghĩ là mình vẫn cần được tôn vinh hay không? thì vấn chuyện tôn vinh thì mình mình không thấy thoải mái gì nó lắm mình chỉ cảm thấy là cái wedding symphony platform nó sẽ giúp cho uh, những người cần thông tin hoặc kiến thức họ sẽ họ sẽ tìm được một cái nơi mà đáng tin cậy Ngoài ra thì là một cái nơi có thể về mặt giao lưu giữa các um, nhà sản xuất với nhau, đó là một cái sân chơi rất là bổ ích. Và cuối cùng là với những bạn mà đang muốn tìm hiểu về cái ngành nghề, họ muốn chuẩn bị uh, làm có thể là mở tiệm hoặc là uh, apply vào một cái um, nơi nào đó làm liên quan đến ngành cưới thì đây cũng là một nơi mà họ có thể thấy được uh, behind the scene nó như thế nào. Đấy thì thì mình cho là nó rất bổ ích. Dạ. Yeah vì thế chúng ta phải cam kết hẹn gặp nhau một lần nữa trong cái showcase sự kiện đặc biệt của Wedding Symphony mà chúng ta sẽ cùng nhau góp mặt, cùng nhau chia sẻ, cùng kết nối và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã góp phần hoàn thiện bức tranh cưới vô cùng đa dạng phong phú ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi đáp nhanh vì nhanh nên mình sẽ trả lời dưới 30 giây một câu hỏi thôi. Cả hai đều sẽ tham gia vào thử thách này. Quỳnh Anh với Anh Triết sẵn sàng chưa? mình bắt đầu nha. Câu hỏi dành cho cả hai luôn. Hai bạn quan niệm như thế nào là một luxury wedding? Quỳnh Anh. Ừ, mình cũng chưa từng thử định nghĩa nhưng mà theo mình thì một luxury wedding là một một cái đám cưới mà nó yêu cầu rất là cao, nó yêu cầu tiêu chuẩn cao nhất. Yeah. Từ những cái thứ nhỏ nhất và nó phải có uh, và nó phải có cái tính khan hiếm. Dạ. Yeah, khan hiếm. Phải uh, chuẩn nhất từng chi tiết nhỏ nhất. Dạ. Yeah. Yêu cầu rất cao. Còn Triết. Uh, mình cho là nó mang lại một cái trải nghiệm của cái người cái cặp đôi và gia đình đó cái trải nghiệm ở đây là trải nghiệm uh, uh, trong cái quá trình chuẩn bị cho đến uh, diễn ra và đến uh, sau đó thì những cái dư âm những cái ức nó sẽ mang lại cho mình những cái cảm xúc mà mình gần như mình không 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 thể kiếm được không thể có được nếu mà mình đầu tư nó dưới mức hoặc là là, là không kỹ lưỡng đấy thì uh, mình đó là trải nghiệm và thêm nữa là sự giới hạn cái cái việc khen hiếm nó cũng là một cái điểm uh, của luxury wedding cảm ơn mọi người câu hỏi số 2, những chi tiết yếu tố nào sẽ đánh giá đẳng cấp của một luxury wedding triết uh, mình cho là cái cái khả năng làm chủ và cái sự tự nhiên của cái uh, cặp đôi đó trong cái buổi lễ đó đối với mình là khi mình mình đến một cái um, một đám cưới là mình cảm thấy là cặp đôi đó họ, họ thật sự họ enjoy cái thời điểm mà họ đang đang ở chung vui với lại mọi người á thì đó là một cái yếu tố đầu tiên nghĩa là họ biết là mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo kỹ càng, cái ekip công sức làm việc của họ là đã rất là đầy đủ rồi thì thành ra là họ, họ thoải mái họ tự nhiên họ họ cover được tất cả những cái rủi ro có thể xảy ra, đấy à, ngoài ra là chi tiết của những cái những cái chi tiết từ chất liệu cho đến mùi cho đến âm thanh cho đến không gian Uh, nó nó tin nghĩa là nó nó có độ hoàn thiện tốt và nó hài hòa với nhau thì khi mà mình bước vào mọi thứ nó làm cho mình rất là uh, đầu tiên mình có thể là mình ấn tượng hoặc mình có thể cảm giác rất là thoải mái với lại cái cái không gian đó thì cái đó rất là khó đạt được thật sự mình nói là nó từng chi tiết nhỏ hơn như... chuẩn chỉnh năm giác quan quỳnh anh thì sao ạ à? À, mình cũng cùng quan điểm với anh anh chết nhưng mà mình nghĩ là uh, cái tính khan tiềm đấy nó có thể biểu hiện cụ thể hơn nữa là bằng uh, là quy mô này bằng uh, chi phí bằng uh, tính nghệ thuật. Dạ. Yeah. Câu hỏi tiếp theo nếu như ta biết váy cưới có couture và Suits có bespoke với anh chị làm thế nào để được đỉnh cao của kỹ nghệ này cho thương hiệu của mình làm thế nào? Phải có cung có cầu nghĩa là khách hàng họ có sự thấu hiểu họ có cái sự kiên nhẫn, họ có đủ kiến thức thì mình cho là cái người cung cấp họ sẽ cố gắng để làm sao cung cấp được đúng cái chuẩn đó. Tất nhiên nó sẽ cần thời gian và sẽ có sự khác biệt giữa các vùng miền hoặc là các nước trên thế giới nhưng mà cả hai bên đều có cái đóng góp vào cái việc là tạo ra một cái sản phẩm haute Couture hoặc là bespoke đúng nghĩa. Ừ. Thực ra thì cái từ haute Couture ở Việt Nam nó đang bị hơi bị lạm dụng. Uh, nhất là trong ngành cưới ở Việt Nam nữa thì thực ra là ốt cô ở trên thế giới thì cũng chỉ có hơn hai mươi nhà mốt được công nhận thôi, được một cái hiệp hội ở Pháp công nhận thôi. Thế cho nên là cái ốt cô nó đối với mình nó như là một cái giấc mơ ấy. Và mình cũng uh, bởi vì nó là một cái giấc mơ rất lớn thế nên mình cũng chỉ dám nói là mình đang cũng đang trên con cái con đường để mà yeah. cố gắng nỗ lực hàng ngày để được đi trên cái con đường ấy thôi. Ừ. Chứ còn mình cũng không dám nói là mình có thể đạt được hay là cái gì hết. Yeah. Nhiều người vẫn nghĩ yếu tố sang trọng sẽ gắn liền với xa xỉ, đắt đỏ. Còn riêng Quỳnh Anh và anh Triết sẽ muốn tái định nghĩa điều này như thế nào về khái niệm của sự sang trọng? Trước khi anh em bước vào cuộc phỏng vấn thì có có nói về cái cái việc là nếu mà hỏi định nghĩa sự sang trọng hay hay là sự sang trọng nó có bao gồm xa xỉ và đắt đỏ hay không thì đó là những câu hỏi rất là khó. Khó ở đây là thì ra là về mặt cá nhân mình cho là cái một cái định nghĩa nào đó, một cái từ nào đó thì nó sẽ có cái định nghĩa của cá nhân đối với lại cái cái khái niệm đó và của um, ở ở ngoài vào ví dụ như một người mặc đồ sang trọng thì bản thân họ cảm thấy sang trọng hay là họ muốn cái sự công nhận từ ở ngoài là là mình sang trọng thì vậy nên là, là hai anh em vẫn chưa tìm được câu trả lời một cách gọi là đầy đủ với lại nó nhưng mà mình có thể khẳng định uh, với cá nhân mình thì là nó không nhất thiết phải xa xỉ và đắt đỏ nó không nhất thiết như vậy nhưng mà những thứ mình đôi khi nó rẻ thì nó sẽ không thể là luxury sang trọng được um, và với cá nhân thì đôi khi mình chẳng hạn mình đang chạy một chiếc xe máy mình thấy mọi người chạy ô tô thì nó đã sang trọng hơn với mình rồi nhưng mà một người chạy ô tô hoài thì họ lại cảm thấy một người chạy um, ví dụ mình nói mercedes hay là gì đó thì nó lại sang trọng hơn thì sao cho nên là nó hệ quy chiếu nó 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 khá là khó um. Thế, thế riêng quỳnh anh thì lại muốn hiểu cái chữ sang trọng theo cái cách nhìn lãng mạn hoặc cái góc nhìn đầy trải nghiệm của bạn như thế nào ờ mình nghĩ là xa xỉ và đắt đỏ thì có thể là sẽ phải sang trọng nhưng mà sang trọng thì không nhất thiết là phải đắt đỏ phải có cũng có rất nhiều cái cách để mà là đôi khi là mình làm nó một cách chỉn chu và bài bản tất cả mọi thứ là nó đã tạo nên sự sang trọng rồi còn chưa cần phải nói đến là nó có nó có phải tốn nhiều tiền hay không và cái thực ra cái sự đắt đỏ nó là cái sự định nghĩa của mỗi người ấy. có người bỏ ra một tỷ để làm đám cưới thì đối với cái người mà chỉ có 500 triệu thì một tỷ là đắt thế nhưng mà đối với cái người mà người ta có 2 tỷ thì cái một tỷ nó lại không là gì thế cho nên là mình thấy cái từ đắt đỏ nó lại là cũng là hệ quy chiếu của mỗi người nữa nên là còn theo quan điểm của mình thì cái sự sang trọng giữa sự đắt đỏ thì nó không liên quan đến nhau Dạ, yeah, đúng rồi có thể là đắt thì chưa chắc là sang nhưng mà sang thì chắc chắn là đắt rồi Cái sự đắt ở đây là đắt về giá trị Đắt về cái cốt lõi ở bên trong Nó lúc nào nó cũng tỏa sáng Nên mọi người đều đang tìm ra câu trả lời là Sang là như thế nào? Là có gu, là có trải nghiệm Hay là đẹp về cái mặt thẩm mỹ Hay là nó nhìn nó không phản cảm Hoặc là nó tạo ra cái sự cảm hứng Cho những người mà ở bên cạnh Cái yếu tố sang đó Nên đây là câu hỏi rất là khó mà trên trên chắc là để có thể hiểu thêm một câu hỏi này chúng ta sẽ cùng nhau xem qua rất là nhiều hình ảnh học hỏi rất là nhiều người mà đã đạt được đến cái cảnh giới của sự sang trọng tối giản hoặc là uh, phức tạp nhưng vẫn sang trọng thì mình mong rằng câu trả lời này qua nhiều số của Wedding Symphony sẽ dần dần được hé mở quý vị nhé đây là phần hỏi đáp còn nhanh hơn nữa nè chỉ có 10 giây thôi nha buổi uh, Anh đã sẵn sàng chưa hãy dùng bốn tính từ để nói về Alicia womanize sophisticated elegant và effortless dạ yeah. còn chiếc võ thì sao sir taylor với bốn tính tự kiến thức chất liệu sự tận tâm và cuối cùng là sự tin tưởng thế nào là một chiếc váy cưới hoàn hảo theo mình thì làm một chiếc váy cưới thể hiện được cái người mặc đó là ai dạ yeah. thì cá tính độc bản đúng không thế nào là một bộ suit cưới à, một bộ suit để mặc trong hôn lễ hoàn hảo là khi mà chú rể mặc bộ đó vào và họ làm chủ được nó nghĩa là họ rất tự nhiên với một người mà ít mặc suit đi thì khi mà mặc vào họ sẽ cảm thấy vướng víu nhưng mà khi mà một bộ mà nó hoàn hảo nghĩa là họ mặc vào họ cảm giác là không phải là giống như không mặc gì nhưng mà mọi thứ rất là thoải mái như bộ da thứ hai vậy đó <laughs> yeah. và câu hỏi tiếp theo là đám cưới đáng nhớ nhất mà bạn từng trải nghiệm à đó là đám cưới của một khách hàng của mình. Sau khi mà mà, mà mình làm bộ suốt xong thì ảnh cũng uh, giống như bạn bè đó, ảnh mời mình đến đám cưới đó và mình nhưng mà thiệt ra là mình không phải chỉ dự với góc độ là uh, người tham dự ăn tiệc mà mình còn hỗ trợ trong cái quá trình chuẩn bị. Cho đến lúc mà xong xuôi after party thì thì mình cho nó rất đáng nhớ bởi vì là theo mình thấy được cái cung cảm xúc của họ trong cái quá trình mà buổi lễ nó diễn ra, những cái lo lắng những cái hạnh phúc, những cái và đến sau này là những cái ký ức của của cái buổi lễ đó. Dạ. Yeah. Còn Quỳnh Anh thì sao? Khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới mà bạn đã từng dự? Uh, đám cưới đáng nhớ nhất đối với mình là chắc là đám cưới của một người bạn của mình. Họ tin tưởng cái nỗi mà họ nhờ mình làm từ đầu đến cuối luôn. Tức là mình chưa từng được làm ở vai trò wedding planner nhưng mà tự nhiên đám cưới đó là bạn đó nhờ mình vai trò như một người wedding planner. Dạ. Yeah. Tiếp theo. Nếu mà phải kể đến một đám cưới của một celebrity, một người nổi tiếng nước ngoài mà anh chị còn nhớ ở trong đầu á, thì đó là đám cưới của ai? Nếu mà gần đây nhất thì mình nhớ tới đám cưới của con trai vợ chồng Beckham, Brooklyn và Same. Nicola Pell. Dạ. Cũng cũng vậy. À vì là sự kiện diễn ra gần nhất. Đối đối mình thì mình quan tâm đến đồ nam á, đồ đồ ông nam cho nên là mình cảm thấy là cái, đám cái đấy đồ rất đẹp <laughs> mấy cha con mặc đồ cực kỳ đẹp còn Đúng cô rồi. dâu mặc đồ rất là elegant ơi, rất cực đẹp. Kỳ elegant. Mẹ làm chủ thương hiệu thời trang có khác và yeah. <laughs> <laughs> là một nhà sáng tạo phong cách nghệ thuật định nghĩa cái đẹp mà hai bạn theo đuổi và muốn truyền tải đến mọi người là gì thông điệp về cái đẹp đối với mình chắc là effortless beauty tức là vẻ đẹp không gắng gượng nó gần giống cái ý mà vừa nãy anh chia sẻ bạn thoải mái khi bạn là chính mình bổ à, sung vô thêm với lại cái ý kiến của Quỳnh anh đó là để thoải mái được thì mình cần có cái trải nghiệm với kiến thức sao cho khi mà mình mặc cái gì mình biết là mình nói chung mình không lo nữa bởi vì nó là đúng rồi nó đã nó đã hợp rồi đấy cảm ơn triết vợ và cảm ơn quỳnh anh rất là nhiều trên đã học được thật là nhiều những cái kiến thức cơ bản về suit nè về áo cưới nè và quan trọng hơn là cái hành trình trải nghiệm của hai bạn cũng rất là có lập trường và luôn luôn có một năng lượng rất là tươi sáng hướng ra ngoài mà cũng giữ được cái giá trị ở bên trong. Và đây cũng chính là tinh thần mà Wedding Symphony muốn tất cả các nghệ sĩ luôn giữ và luôn phát huy để chúng ta có được thật nhiều những giá trị cho ngành cưới cao cấp tại Việt Nam đặc biệt là cùng tôn vinh những nghệ sĩ sáng tạo đã giúp cho ngành cưới cao cấp ở việt nam ngày càng phát triển và trở thành xu thế với luxury wedding là hôn lễ trong mơ chúng tôi còn có nhiều sự lựa chọn hơn nữa trong showcase này mong quý vị khán giả sẽ cùng quan tâm và đến tham dự nhé một lần nữa thì xin cảm ơn quỳnh anh xin cảm ơn triết võ đã cùng tham gia kể câu chuyện của sir taylor và bridal và cũng là một câu chuyện chung của rất nhiều những thương hiệu đang nỗ lực hết mình tạo một bức tranh thật là phong phú cho quý vị khán giả những cô dâu chú rể tương lai có thêm nhiều sự lựa chọn còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và lời chúc sức khỏe cũng như những lời yêu thương nhất cho những ai đang chuẩn bị bước vào khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình hãy tận hưởng hãy thư giãn và hãy có một đám cưới thật ngọt ngào nhé Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.